Cụ thể những công cụ để làm digital phục vụ vào hệ thống marketing bài bản của chúng ta gồm có hai nhóm nội dung chính. Nội dung thứ nhất là để sáng tạo nội dung video bài viết, công cụ AI tool chúng ta phải có Canva. Nội dung Canva sử dụng và bao gồm những thứ: một là hình ảnh thumbnail banner, logo bài viết tương tác cao, hình đại diện mà chúng ta muốn thuyết trình video, hình ảnh thumbnail bài viết thu hút. Ví dụ những bài viết, những thumbnail được xuất hiện trên này thì đều được tạo ra những nhóm Canva. Và công cụ thứ hai không thể thiếu, công cụ AI sáng tạo nội dung, hỗ trợ sáng tạo nội dung gồm có ChatGPT mà chúng ta cần phải sử dụng. Công cụ này nếu những người mới nhất, bạn có thể dùng miễn phí, chỉnh sửa bài viết văn bản, soạn thảo nội dung hay những cái bài landing page chuẩn. Và kho nội dung thì hôm trước tôi có nói rồi, vào Excel và các nền tảng đối thủ vân vân thì hôm trước làm rồi. Bây giờ chúng ta nói nhau với nhau là công cụ để thực hiện nó không có ChatGPT. Hai nữa, nếu các bạn muốn cao cấp và chuyên nghiệp hơn thì có công cụ Sitecia đa năng đa nền tảng mà chúng ta có thể làm được. Chúng ta có thể làm những video thuyết trình, những nội dung content, nó có tất cả SEO từ khóa vân vân, và rất rất nhiều những cái nhóm nội dung để chúng ta cần sử dụng. Ví dụ ở đây các bạn thấy nền tảng Sitecia này, nó làm avatar giọng nói được chỉnh sửa video, mẫu video avatar tùy chỉnh. Video trước tôi có hướng dẫn rồi, thì phân khúc này là phân khúc nó sẽ là chuyên nghiệp hơn. Nếu các bạn dùng ChatGPT thì dùng Viber này, rất nhiều AI phù hợp. Và một công cụ nữa là công cụ biến văn bản thành giọng nói, thì tôi hay sử dụng công cụ Viber này là của Việt Nam, nó biến văn bản trở thành giọng nói. Video trước tôi có hướng dẫn chúng ta chỉ cần copy văn bản ở đâu đó, thả vào đây và chúng ta biến những văn bản, sau đó chúng ta tải xuống trở thành một cái audio. Công cụ này cho phép chúng ta tạo ra giọng nam nữ, bắc trung nam. Và còn một công cụ nữa không thể thiếu được, rất vô cùng đơn giản, đó là công cụ CapCut thì edit video, đúng không nào? Anh chị em biết rồi, bây giờ là kỷ nguyên AI cũng như video rồi, chúng ta phải có những cái công cụ đó. Thì đây là những cái nhóm công cụ chính. Và cái nhóm công cụ để tự động chăm sóc khách hàng tự động thì có công cụ Funnel CRM.vn. Công cụ này cho phép tích hợp toàn bộ các nền tảng chăm sóc SMS, email gọi điện tự động và email marketing tự động, và rất nhiều cái để chúng ta sử dụng, thiết kế website không giới hạn, landing page không giới hạn, và gửi các bức thư, tạo phiếu bán hàng không giới hạn. Thì đấy là những cái nhóm về công cụ chính mà chúng ta cần sử dụng để sáng tạo nội dung, cũng như công cụ chăm sóc và bán hàng tự động. Công cụ này cho phép chúng ta tích hợp tất cả những nền tảng Google, Facebook, Zalo vân vân vào đây, và chúng ta có công cụ chăm sóc và bán hàng tự động trên này. Thì đấy là những cái công cụ chính mà chúng ta bắt buộc phải sử dụng. Và công cụ này nó khá là rẻ mà tôi đang sử dụng. Ba là CRM Funnel, công cụ tích hợp tất cả, CRM.vn, là những cái nhóm công cụ về mặt sử dụng. Còn phân tích đo lường thì chúng ta có Google ADS, công cụ tìm kiếm từ khóa miễn phí. Tôi có Keyword Tool.io, VidIQ về phân tích đo lường và phân tích sản phẩm, thì có Matrix và rất nhiều tool AI mà chúng ta cần phải sử dụng. Thì cái nhóm phân tích đo lường này là những cái nhóm chuyên sau, gồm có Tool.io, Keyword Planner, Google Trend, VidIQ và rất nhiều AI phân tích thị trường. Thì đấy là những cái công cụ chính mà chúng ta bắt buộc phải có với kỷ nguyên này, đúng không nào, để sáng tạo nội dung. Bởi vì như các bạn biết, dùng đòn bẩy công cụ công nghệ thì rất nhiều người ngỡ ngẩn là hỏi tôi là có nên dùng AI và công cụ này không. Thì nói thật các bạn là nếu không dùng công cụ công nghệ AI thì giống như đi đánh nhau không có vũ khí, đúng không nào. Bây giờ chúng ta làm một kỷ nguyên AI và công cụ tool thì chúng ta phải sử dụng nó, bởi vì con người không thể làm được. Chúng ta trả một phần nhỏ tiền công cụ thì chúng ta sử dụng hàng trăm nhân sự không thể làm việc automation cho chúng ta được, đúng không nào. Thì đấy là văn công cụ. Và nội dung để sáng tạo thì tôi nói rất nhiều video lạnh, ấm và nóng. Để tạo ra được ba nhóm nội dung này thì nội dung lạnh là content viral, tiếp cận đám đông. Content ấm là tạo giá trị để tiếp cận khách hàng, đúng không nào. Và video bán hàng, nội dung có ba nhóm nội dung chính. Và xây dựng hệ thống phễu từ biết, đúng nào, tin, mua, đúng nào, trải nghiệm và mua thêm.
chỉ có mỗi cái phễu này để chúng ta chăm sóc, thì gồm có những cái công cụ đấy đó, nó để giúp chúng ta làm digital cũng như chăm sóc và bán hàng, tìm kiếm khách hàng tự động rồi. Quan trọng là tư duy chiến lược để chúng ta triển khai nó. Nếu các bạn chưa xem thì có thể xem lại những video trước tôi hướng dẫn. Và nếu bạn muốn có công thức để xây dựng một kênh bền vững cho doanh nghiệp của bạn, với tư làm thế nào để kênh tăng trưởng, tiếp cận lành, ấm, nóng và chuyển đổi bán hàng, và đồng thời có một hệ thống bài bản chăm sóc và bán hàng, nuôi dưỡng khách hàng tự động, đồng thời phân tích đo lường đối thủ để tìm ra một cái ngách sản phẩm đáng kinh doanh của các bạn, và có một cái mô hình kinh doanh bài bản, thì hãy đặt lịch tư vấn, tôi sẽ tư vấn bạn miễn phí. Nếu phù hợp, chúng ta sẽ có những cái bước tiếp theo đi sâu hơn cùng với nhau. Nếu phù hợp, chúng ta sẽ có những cái bước tiếp theo để làm việc cùng với nhau sâu hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo.